Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của là mình. Lâu mình không có like. Con chuyện cũng lu bu. Thì hôm nay là mình like cập nhật với đến anh chị em, các bạn một số thông tin đất nước, chính trị, xã hội và con người. Tình hình Covid ở Mỹ hiện nay thì đến hôm nay con số người tử vong đến hôm nay thì khoảng 835.000 người tử vong, và riêng hôm nay khoảng có 200.000 người bị lây nhiễm. Nói chung thì anh chị các bạn biết cái nước Mỹ thì nó là một cái đất nước không có giống ai hết trơn á. Nó là một cái hợp Trung Quốc. Bên cạnh đó nó là một cái quốc gia đầu tàu của cái nền kinh tế nữa. Đời sống nó rất là cao, con người ta cơm áo gạo tiền. Họ phải mưu sinh các bạn, chứ không phải những gói cứu trợ là đều đến tay người dân hết. Anh chị em các bạn thấy những cái gói cứu trợ hàng nghìn tỷ đô la nó bung ra ngoài trong cái xã hội để giúp những người mà cơ nhỡ khó khăn, nhưng mà không phải ai cũng được hết. Bên cạnh đó, khi mà nó bung ra như vậy, các bạn biết nó cũng gây đến tình trạng lạm phát, đời sống khó khăn của người dân, và nó cũng tham nhũng tùm lum trong đó chứ không phải là không. Các bạn đừng có nghĩ thằng Mỹ nó trong sạch, cái bộ máy chính quyền của nó cái gì cũng là số 1. Tại vì cái người Việt của mình, một số những thành phần họ sang đất Mỹ, họ cuồng đất Mỹ, và họ những thành phần mà họ ăn được cái phúc lợi xã hội đó là những cái đồng tiền của những người khác phải đóng vào. Cho nên cái tụi chống cộng nó lên mạng, nó ngồi đó, nó cho một số những người dân trong nước ăn cái bánh vẽ. Nó nghĩ rằng nước Mỹ là cái gì đó nó cái gì cũng là số 1 hết. Nó không phải như vậy đâu anh chị các bạn. Đời sống khó khăn trăm bề. Đấy. Cơm áo gạo tiền. Những người mà người ta có đời sống nhà cửa xe cộ, con cái gia đình đồ, họ phải làm để chi phí những cái tốn kém trong cuộc sống. Đó là nói về vấn đề tình trạng nước Mỹ hiện nay, mình cập nhật để anh chị các bạn thấy Covid nó cũng còn gây nhiều khó khăn cái nền kinh tế cho Mỹ rất là nhiều. Chính quyền Mỹ họ phải in tiền, họ phải bán trái phiếu quốc gia để đi vay nợ, để rằng mà tạo cái nền kinh tế nó tiếp tục hoạt động, chứ không hồi nó sẽ sụp đổ. Thành ra cái môi trường xã hội Mỹ nó là cái môi trường của hợp chủng Hoa Kỳ. Những người nào mà sống ở trên đây thì lăn lộn bước vào trong cái mô hình xã hội làm ăn thì mới thấy và hiểu rõ được những cái cuộc sống mưu sinh của con người ta như thế nào. Nói chung thì đó là những cái vấn đề ở bên Mỹ. Còn cập nhật về một số thông tin ở trong nước thì tôi cũng có theo dõi truyền thông trong nước, thấy rằng ở trong Việt Nam mình vừa rồi xử một số những thành phần nó xuyên tạc chống phá đất nước. Tôi nói anh chị bạn, chỉ có Việt Nam mới kêu án những thành phần mà gọi là phản động, những thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, gây tổn hại đến quốc gia, kêu án 9 năm, 5, 3 năm hay là 10 năm. Đó là những cái án phải nói là rất là nhẹ. Các bạn biết ở cái nước Mỹ này, những người mà chống lại những cái lợi ích của nước Mỹ ấy, nó kêu án. Tôi nói anh chị các bạn, nhẹ nhất thì cũng khoảng 25 năm và cho tới chung thân. Những cái tội mà gọi là tội phản quốc, tội mà chống lại lợi ích quốc gia của nước Mỹ, tôi chứng minh cho anh chị các bạn thấy những cái người như là Snowden, Edward. Bởi vì Snowden, Edward thấy rằng cái bộ máy chính quyền của Mỹ nó xảo trá, nó bịp bợm, nó lừa những người dân. Khi Snowden, Edward làm việc cho National Security Agent của tụi Mỹ tiết lộ ra những cái thông tin mà chính quyền Mỹ nó theo dõi người dân và những cái quốc gia khác, mà hàng Mỹ nó gượt hàng nhỏ chạy sất bất sang bang, các bạn thấy đó. Tại vì hàng Snowden, Edward nó rất là sợ bị ở tù. Các bạn biết nếu mà nó bị bắt nó rất là sợ.
những cái tội mà phản quốc, chống lại lợi ích quốc gia của Mỹ. Tụi CIA các bạn biết nó tra tấn rất là dã man. Cho nên thằng Snowden Edward nó phải chạy. Nó chạy qua tới Nam Mỹ, nó chạy qua Hồng Kông, xong nó chạy xuống Nam Mỹ, chạy qua tới Nga Xô nhận nó, cho nó tị nạn. Các bạn thấy nó đâu, nó bị tước công dân luôn mà. Nó là người Mỹ đó, các bạn biết, người Mỹ trắng đó. Đó là một cái câu chuyện. Còn câu chuyện thứ hai nữa, các bạn thấy như là hạ sĩ Bradley Manning, khi người hạ sĩ này làm trong quân đội, làm binh lính đó, lính bộ đó. Các bạn biết tiết lộ một số thông tin về vấn đề mà cuộc chiến Iraq đó, bị chính quyền của ông Obama quốc nhỏ 35 năm tù. Các bạn biết thằng nhỏ bị tra tấn tới nỗi mà nó sợ hãi, nó điên luôn, nó bị hốt hoảng luôn. Tôi, các bạn biết tụi Mỹ CIA mà nó tra tấn là khủng khiếp lắm chứ không phải các bạn nghĩ đâu. Nhưng mà đối với những cái nhóm mà xuyên tạc chống phá đất nước, tụi nó đâu có dám nhìn vào những cái sự thật như vậy đâu chị bạn. Mà khi nó nhìn vào những một số thành phần, nó xúi dục những cái thành phần nhẹ dạ cả tin trong nước đi xuyên tạc chống phá đất nước, mà khi Việt Nam kêu án thì tụi nó gọi là nhân quyền, nó lên án là cho rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận, không có tự do dân chủ. Mà trong khi đó cái quốc gia mà tụi nó đang sống, các bạn thấy nó khủng khiếp lắm, chống lại chính quyền Mỹ. Các bạn, lợi ích của Mỹ là chết với nó đấy, nó bằng thật đấy. Các bạn thấy như là một công dân người Úc, Julian là người sáng lập WikiLeaks đấy, khi mà Julian đưa những cái thông tin về nước Mỹ đó mà chia sẻ trên cộng đồng mạng. Các bạn biết thời của một ba ma gượt nhỏ chạy sắt bắt sang vàng, nhỏ chạy mấy năm trời. Các bạn biết đó là nó chỉ là một công dân của Úc thôi đó nha, là một tài tử. Julian Assange là một công dân tài tử của nước Úc đó, người sáng lập cái WikiLeaks. Các bạn biết nhỏ chạy sắt bắt sang vàng, cuối cùng bị bắt ở bên Anh. Đây, bắt bên Anh mấy năm nay rồi mà các bạn thấy nó có xử đâu. Nó kéo tới, nó kéo lui, nó dây dưa nhỏ. Là bên bây giờ hiện nay chính quyền Mỹ đang đòi dẫn độ nó về Mỹ nè, tháng 12 này nè, 21 tháng 12. Ủa, đòi dẫn độ. Hiện nay một số những người mà người ta đứng lên đòi trả tự do cho Julian, có quyền tự do gọi là ngôn luận đó. Các bạn thấy khủng khiếp lắm, không phải giỡn đâu. Rất là nhiều, tôi nói anh chị bạn rất là nhiều, chứ không phải là ít đâu. Cái vấn đề mà bởi vì phạm nhân quyền, không có tự do ngôn luận rồi ở trong Mỹ, thằng Mỹ nó dòm ngó những người nào mà làm ảnh hưởng tới quyền lợi của nó, là CIA của nó lụm, là nó gược coi như chạy mất dép chứ không phải giỡn. Mà nó bắt được coi như là xong đó. Nó mà bắt được là các bạn biết nó tra tấn dã man. Các bạn đừng nghĩ, các bạn xem cái cuốn phim mà The Dark Knight á, là nó dựa trên cái sự thật. Khi nó phỏng vấn những cái người tù binh và những người mà lính thủy quân lục chiến, khi nó làm cuộc phim đó, người ta nói không ngờ là nó làm cái cuộc phim đó nó dựa trên sự thật gần như là một hoàn hảo luôn á, về những cuộc tra tấn. Các bạn biết rất là dã man, cho nên nhờ tra tấn dã man vậy nó mới bắt được Bin Laden. Các bạn thấy. Còn ở trong nước thì những thành phần, những cái nhóm tổ chức xuyên tạc chống phá đất nước, tại vì nó đâu có ưa cái thể chế cộng sản đâu chứ các bạn. Nó xuyên tạc đủ kiểu đủ cách. Trong khi đó thằng Mỹ nó phạm nhân quyền và nó tự do ngôn luận của nó chỉ là bị bợm thôi. Các bạn thấy ngay cả ông Trump là tổng thống, ông Trump á, ông lên ông nắm quyền, ông thấy được những cái điều mà bỉ ổi của nước Mỹ, của cái bộ máy chính trị Mỹ. Cho nên ông rút ra khỏi cái hiệp hội nhân quyền. Ông thấy những điều đó nó không công bằng. Ông không công bằng cho những cái quốc gia khác. Ông này, ông Trump, các bạn biết ổng không phải là một người chính trị gia, ổng là người kinh tế gia, ổng thấy điều đó không công bằng, cho nên ổng rút ra những cái vấn đề nhân quyền. Ổng không có muốn xen vào những chuyện nội bộ của những quốc gia khác.
Và ở cái thời của ổng, các bạn thấy vấn đề nhân quyền rồi ở những quốc gia khác, Mỹ nó gần như nó lặng thinh, nó không có đụng tới. Còn mấy cái đảng phái chính trị khác thì tụi nó bá dơ, nó rất là bá dơ, nó thọt mỏ chó vô Việt Nam, nhất là mấy cái thành phần mà chống cộng ở hải ngoại, mấy cái đám mà của chế độ cũ nó ngồi đó, cái tổ chức như là Ngô, những cái tổ chức nhân quyền rồi người Việt Nam mình nó làm việc trong đó đó, nó kích động, nó tuyên truyền, nó chống phá, nó cho rằng Việt Nam không có nhân quyền, không có tự do ngôn luận. Nhưng mà các bạn thấy cái vấn đề nan đề của nước Mỹ, nó đâu có dám lên tiếng đâu, tại vì nó lên tiếng thì nó bị đuổi việc làm sao. Các bạn thấy nó bị đuổi việc, nó lấy cơm đâu nó ăn, thành ra nó phải chống phá Việt Nam, nó xuyên tạc Việt Nam. Chính vì vậy tôi chia sẻ về Việt Nam để các bạn nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cái thằng Mỹ này, cũng như những người mà có cái sự hiểu biết về những cái chia sẻ của tôi cần nắm được những cái thông tin, những cái thông tin rất là tốt. Tôi nói thật mà nói, không có ai mà chia sẻ với tôi đâu, chỉ có tôi lên mạng này tôi mới chia sẻ, gì tôi yêu cái quê hương đất nước Việt Nam này. Tôi nói chị các bạn, tôi yêu quê hương đất nước Việt Nam này một cách vô điều kiện. Những cái chính trị của Mỹ nó dơ bẩn lắm, tôi nói chị các bạn biết, tại vì tôi làm việc thì tôi biết, tôi chẳng có sợ nó đâu. Nó có bắn tôi cái đùng tôi cũng không bao giờ mà biết sợ đâu, tôi nói anh chị các bạn. Tại vì cái quê hương của mình biết bao nhiêu người đã nằm xuống, các bạn thấy ngày hôm nay mình phải bảo vệ cái thành quả cách mạng mà cha anh đã hy sinh. Cho nên lên mạng này tôi chỉ có kêu gọi các bạn là luôn luôn tin tưởng vào những người lãnh đạo, họ có tầm, có tâm, chứ không có lên trên này mình tôn thờ cái chủ nghĩa cá nhân. Các bạn biết cái chủ nghĩa cá nhân nó rất là bất di bất dịch, nó quỷ quái lắm. Con người ta họ nắng chiều nào, họ che, họ xeo chiều đó. Cho nên mình là người cách mạng, mình là người cộng sản, mình phải có lý tưởng, mình bước theo con đường của bác và đảng, mình phải có một lý tưởng rõ ràng. Các bạn biết không, vì những cái thứ vật chất mà mình biến thái. Cho nên tụi mình chia sẻ những cái bất cập xã hội Mỹ để những người khác họ không nắm rõ được những cái thông tin và họ hiểu được, và không có bị đi vào những sai lầm. Các bạn thấy mỗi khi Việt Nam xử những thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước thì những cái tụi chống cộng ở hải ngoại tụi nó nháo nhào lên. Nó nháo nhào lên giống như những con dồi. Và bắt đầu nó xuyên tạc, nó chống phá Việt Nam. Ở trên không gian mạng này tôi vào tôi đưa những cái thông tin truyền thông là tụi nó câm miệng đó. Tại vì cái sự thật nước Mỹ các bạn thấy đó, nó khủng khiếp lắm về vấn đề chính trị của nó không vậy. Cái tụi chống cộng ở hải ngoại này tụi nó rất là khốn nạn anh chị các bạn. Nó chỉ muốn làm sao phá hoại Việt Nam, phá hoại quê hương mình, để đất nước mình loạn lạc, người dân mình khốn khổ. Đấy. Thôi thì mình like tới đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.